Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc đảm bảo sản xuất và cung ứng thực phẩm là vấn đề được thành phố rất quan tâm và tạo điều kiện. Trong đó, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao được xem là giải pháp vừa phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện nay, vừa đảm bảo cho mục tiêu cung ứng trong mùa dịch. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Một trong những lợi thế từ nông nghiệp công nghệ cao đó là tiêu hao lao động ít nhưng năng suất cao. Đồng thời, sản phẩm từ nông nghiệp công nghệ cao rất được ưa chuộng do đảm bảo chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời điểm COVID-19 đang phức tạp như hiện nay, khi nguồn cung hàng hóa phụ thuộc rất lớn vào các vùng sản xuất chuyên canh, cũng là lúc để các sản phẩm này tiếp cận đến người tiêu dùng một cách rộng rãi hơn. Đây cũng là lý do mà gần đây, nhiều đơn vị doanh nghiệp muốn nghiên cứu đầu tư vào thị trường này. Thực sự thì ngành nông nghiệp công nghệ cao là một ngành, đó chính là một ngành của tương lai, vì sức khỏe con người là quan trọng nhất. Thì rau và thức ăn cũng là thứ mà những con người cần phải chú ý đấy. Thì nông nghiệp công nghệ cao thì sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu của khách hàng là rau sạch, rau đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên cũng phải nói, muốn đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Nẵng đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều. Mặc dù thị trường tiêu thụ rất tiềm năng nhưng bù lại, điều kiện để sản xuất tại đây không quá ưu đãi, nhất là những ảnh hưởng từ khí hậu, thời tiết ngày càng cực đoan. Để khắc phục những điều này, nhiều công nghệ đã được ngành nông nghiệp Đà Nẵng ứng dụng rộng rãi như tưới tự động, phun sương, hệ thống làm mát đa năng, rau thủy canh theo kỹ thuật Hà Lan. Những công nghệ này được chuyển giao trực tiếp tới các doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất trên địa bàn. Hiện tại nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng phát triển rất là mạnh. Đối với thời tiết Đà Nẵng của mình thì nó rất là khắc nghiệt, cho nên khi mà chúng ta đầu tư công nghệ cao về nông nghiệp như thế này thì phải đầu tư rất là bài bản. Thí dụ như thời tiết rất là nắng nóng, đảm bảo chúng ta phải đầu tư hệ thống làm sao để làm mát về môi trường nước, môi trường không khí để cho rau có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Dịch COVID-19 có khả năng còn diễn biến phức tạp, vì vậy việc đảm bảo an ninh lương thực về lâu dài rất cần thiết. Cùng với nhu cầu tiêu thụ nông sản sạch rất lớn tại Đà Nẵng, thì đây là cơ hội cho các đơn vị doanh nghiệp nông nghiệp. Tuy nhiên, muốn tiếp cận bền vững vào thị trường nông nghiệp Đà Nẵng, các doanh nghiệp cũng cần phải mạnh dạn rót vốn để thúc đẩy chuyển đổi công nghệ sản xuất cho phù hợp.